Trong lịch sử nước Mỹ, chưa từng có người phụ nữ da màu và gốc Á nào tiến xa đến như vậy trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhưng bà Harris đã làm nên kỳ tích khi là người độc nhất vô nhị ghi tên mình vào lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ, nhận được đề cử của Đảng Dân Chủ, một trong hai chính đảng lớn nhất của nước Mỹ, để bước vào cuộc đấu sông mã với đại diện chính đảng còn lại là Cộng Hòa. Và với thời điểm hiện tại, không chỉ vượt mặt Trump ở nhiều bang chiến địa, Phó Tổng thống Harris còn áp đảo Trump về tỷ lệ ủng hộ của các cử tri da màu. Ngày 22 tháng 8 năm 2024, ứng cử viên tranh cử Tổng thống năm 2024 của Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã đón nhận thông tin tích cực từ khối cử tri da màu khi kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy các cử tri người Mỹ gốc Phi ủng hộ bà đang cao hơn so với ứng cử viên Donald Trump bên phía Đảng Cộng Hòa. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New York, kết quả thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 8 năm 2024 cho thấy các cử tri da màu đã đăng ký tham gia bầu cử ủng hộ Phó Tổng thống Harris đã áp đảo tỷ lệ các cử tri da màu ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy. Cụ thể, có tới 77% số cử tri da màu được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu hoặc có xu hướng ủng hộ bà Harris. Trong khi đó, tỷ lệ này dành cho ông Trump và Kennedy lần lượt là 13% và 7%. Dự kiến ứng cử viên Kennedy sẽ sớm chính thức tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử. Kết quả cho biết thêm, Đảng Dân Chủ đang ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ hơn từ khối cử tri da màu. Đầu tháng 7 vừa qua, tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri này dành cho Tổng thống Joe Biden là hơn 60%. Ngoài ra, tỷ lệ cử tri da màu có bằng cấp và trẻ tuổi ủng hộ bà Harris cũng tăng mạnh so với thời điểm trước khi bà trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, với tỷ lệ 84% trong tháng 8 so với mức 74% hồi tháng 5. Sáng 21 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Harris đã chính thức được phê chuẩn là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại trung tâm thi đấu thể thao trong nhà United Center trong khuôn khổ Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Nữ chính khách 59 tuổi này là phụ nữ da màu đầu tiên được chọn làm ứng viên tổng thống của một chính đảng tại Mỹ. Bà trở thành đại diện của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Biden tuyên bố ngừng tranh cử ngày 21 tháng 7 năm 2024 vừa qua. Trong báo cáo gửi tới Ủy ban Bầu cử Liên bang FEC ngày 20 tháng 8, nhóm gây quỹ cho bà Harris thông báo đã có thêm 204 triệu đô la Mỹ trong tháng 7. Trong khi đó, khoản tiền này ở phía ông Trump là 48 triệu đô la Mỹ. Nếu tính thêm các ủy ban đồng minh, chiến dịch của bà Harris tháng trước thu về tổng cộng 310 triệu đô la Mỹ, trong khi chiến dịch tranh cử vào các ủy ban đồng minh của ông Trump gây quỹ được 138 triệu đô la Mỹ. Theo các trợ lý của bà Harris, phần lớn số tiền của nhóm vận động và các ủy ban liên quan thu được tập trung vào những ngày cuối tháng 7 sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử và ủng hộ phó tướng của mình làm ứng cử viên Đảng Dân Chủ ngày 21 tháng 7 năm 2024. Khoản tiền huy động được lên tới hơn 60 triệu đô la Mỹ chỉ trong 3 ngày đầu tiên sau khi bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Hồ sơ của FEC cho thấy chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng tốn kém nhiều hơn chiến dịch của ông Trump trong tháng vừa qua, 81 triệu đô la Mỹ so với 24 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có cử tri da màu lên tiếng ủng hộ bà Harris, mà những cử tri người Mỹ gốc Á cũng hưởng ứng nhiệt tình chiến dịch tranh cử của bà. Khi Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm Kamala Harris, người phụ nữ gốc Á Phi đầu tiên của quốc gia này, được đề cử tham gia tranh cử Tổng thống, nhiều người Mỹ gốc Á cảm thấy lạc quan một cách mạnh mẽ rằng tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe. Cộng đồng sắc dân châu Á tại Mỹ hy vọng và ủng hộ bà Kamala Harris thực thi các chính sách giúp họ an toàn hơn khi bà đắc cử vị trí Tổng thống Mỹ. Từ lâu nay, người Mỹ gốc Á vẫn cảm thấy như bị vô hình và không được lắng nghe. Thượng nghị sĩ bang New York John Liu cũng là một người Mỹ gốc Á, nói: "Vì vậy, nếu bà Kamala Harris trở thành chủ nhân của chiếc ghế quyền lực nhất trong Nhà Trắng, thì sẽ là giấc mơ có thật đối với nhiều người, bao gồm cả tôi."
Bên cạnh những kỳ vọng về một nền kinh tế cùng hệ thống an sinh xã hội được cải thiện, cộng đồng các sắc dân gốc Á cũng mong đợi sẽ được bảo vệ an toàn hơn trong thời gian tới. Theo thống kê của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, năm 2019 có 158 vụ bạo lực nhắm vào người gốc Á. Trong giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19, con số đã tăng lên 279 vào năm 2020 và 746 vào năm 2021. Năm 2022 có 449 vụ tấn công nhắm vào nhóm sắc dân này. Bên cạnh đó, những hình thức quấy rối, bắt nạt và các hình thức phân biệt đối xử khác cũng xảy ra phổ biến. Kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, phần lớn cử tri người Mỹ gốc Á tin rằng bà Kamala Harris sẽ là nhân tố tích cực giúp giải quyết được những vấn đề trên, vốn tồn tại kéo dài ở Mỹ. Thượng nghị sĩ bang New York Yvonne Chu là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên được bầu vào cơ quan lập pháp, nói rằng ảnh hưởng chính trị của cử tri người Mỹ gốc Á đang tăng lên, mang lại hy vọng lớn cho bà Kamala Harris trong kỳ bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2024. Bà Chu bày tỏ, đây là một cuộc bầu cử mà cộng đồng người Mỹ gốc Á sẽ có tác động quan trọng hơn bao giờ hết. Kể từ khi bà Harris thay thế Tổng thống Mỹ Joe Biden để tranh cử Tổng thống, bà Harris đã chứng minh được thực lực khi thu hút được đông đảo cử tri cho mình. Có thể thấy rằng, ngoài những cử tri lớn tuổi, trung niên, thì những cử tri trẻ khắp nước Mỹ cũng rất hào hứng với Phó Tổng thống Kamala Harris. Một cuộc thăm dò mới đây của Morning Consult với hơn 11.500 cử tri tại Mỹ cho thấy 50% số người được hỏi có quan điểm ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Kamala Harris, trong khi 46% không ủng hộ. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ dòng nghĩa là giá trị có được khi lấy tỷ lệ ủng hộ trừ đi tỷ lệ không ủng hộ của bà Harris là 4 điểm. Tỷ lệ này cao hơn so với bất cứ tỷ lệ nào mà ông Biden hoặc ông Trump đã từng đạt được trong cả chu kỳ bầu cử năm 2024. Nhiều cử tri trẻ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Kamala Harris. Họ tỏ ra thích thú khi bà mở tài khoản TikTok cá nhân nhằm thu hút càng nhiều cử tri trẻ. Giới quan sát quốc tế đánh giá TikTok là một nền tảng tiềm năng với hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại thủ đô Washington, 1/3 người trưởng thành dưới 30 tuổi tại nước này tiếp cận thông tin từ TikTok mỗi ngày. Kết quả các cuộc khảo sát luôn cho thấy kinh tế là vấn đề mà cử tri ở Mỹ quan tâm nhất. Quan trọng hơn, các cuộc thăm dò đang cho thấy cử tri Mỹ dường như không thực sự hài lòng với tình hình hiện tại. Chị Maria, người dân bang Wisconsin, bày tỏ, giá xăng giảm có thể đem đến cơ hội việc làm bình đẳng, mức lương tốt hơn, giá cả thấp hơn trong toàn bộ nền kinh tế. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến ngay bây giờ. Anh Dylan Strasberg, người dân bang Wisconsin, chia sẻ, với tôi thì chắc chắn là nền kinh tế rồi. Làm sao để đưa nền kinh tế của chúng ta trở lại đúng hướng, đảm bảo rằng chúng ta là cường quốc số 1 trên thế giới là điều tôi quan tâm. Ngày 16 tháng 8 năm 2024, tại bang Bắc Carolina, Phó Tổng thống Kamala Harris đã công bố chương trình hành động về kinh tế nếu bà đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ mới. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết các đề xuất ngày 16 tháng 8 là một phần trong kế hoạch kinh tế của bà và sẽ là ưu tiên trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm nếu bà chiến thắng. Các chuyên gia kinh tế học nhận định chương trình kinh tế của bà Harris tập trung vào 3 trụ cột: chống lạm phát, điều chỉnh thị trường nhà ở và cắt giảm thuế cho các gia đình. Anh Joseph Grid, nhân viên kế toán, bày tỏ, tôi thích đạo luật giảm lạm phát và thỏa thuận về chuỗi cung ứng của ông Biden và thực tế là bà Harris có liên quan ở đó. Việc bà và nội các có mối liên quan với các chính sách đó khiến tôi muốn ủng hộ bà ấy. Tôi cũng thích các kế hoạch thuế của bà ấy. Sự đối lập giữa ông Donald Trump và bà Kamala Harris về chính sách kinh tế đang nổi lên như một trong những vấn đề then chốt của cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Hai ứng cử viên đại diện cho hai triết lý kinh tế hoàn toàn khác biệt, phản ánh tầm nhìn đối lập về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế. Suốt một tháng qua, dường như tin tức về số lần bà Harris vượt mặt ông Trump thật sự quá nhiều, đến nỗi khi nghe đến bà Harris dẫn trước, áp đảo, đảo ngược cục diện ông Trump thì chẳng còn ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, cuộc đua bầu cử vẫn còn dài, vẫn còn chứa đựng rất nhiều biến số. Vậy nên rất khó có thể phán rằng ai sẽ là người chiến thắng.
Hôm 30 tháng 7 năm 2024, đội ngũ vận động của ông Trump đã chính thức tung ra chiến dịch quảng cáo lớn đầu tiên nhắm vào bà Harris, tập trung công kích cách thức Phó Tổng thống xử lý vấn đề nhập cư. Nhiều nhà phân tích cho rằng cựu Tổng thống vẫn chưa từ bỏ phương pháp tấn công truyền thống của Đảng Cộng Hòa, vốn từng được áp dụng với ông Biden trước khi ông chủ Nhà Trắng tuyên bố ngừng tranh cử. Đảng Cộng Hòa nhanh chóng chỉ ra rằng Phó Tổng thống đã thất bại trong nhiệm vụ giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng nhập cư. Những hình ảnh trong quảng cáo của ông Trump đều được trích từ một cuộc phỏng vấn của đài NBC năm 2021. Trong đó, bà Harris thừa nhận chưa bao giờ tới biên giới Mỹ-Mexico. Đoạn tiếp theo trong video ghi lại cảnh nhảy múa của bà Harris tại một sự kiện, ám chỉ rằng Phó Tổng thống đã không làm việc đến nơi, đến chốn và phải chịu trách nhiệm cho số lượng người di cư kỷ lục đến biên giới trong suốt 3 năm qua. Ngay sau đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Harris, ông Amamosa, lên tiếng phản bác, cho rằng ông Trump đang chạy đua dựa trên những lời nói dối. Đồng thời tiết lộ, cựu Tổng thống đã phản đối một thỏa thuận biên giới của Quốc hội vốn có thể giúp ích cho việc thực thi. Hồi năm 2021, thời điểm có nhiều trẻ em di cư sang Mỹ nhưng không có người đi kèm, ông Biden đã giao cho phó tướng của mình nhiệm vụ giám sát các nỗ lực ngoại giao ở Trung Mỹ, trong khi bà Harris tập trung vào các giải pháp lâu dài. Bộ An ninh Nội địa vẫn chịu trách nhiệm chính cho vấn đề nhập cư tại khu vực này. Khi chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống đang dần hình thành và vấn đề nhập cư vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri, bà Harris đã có thành công ban đầu ở Trung Mỹ nhờ khoản đầu tư lớn từ khu vực tư nhân. Bà Harris cũng lập tức công bố một video quảng cáo dài 1 phút có tựa đề là Fearless, nêu bật những điểm nổi bật trong sự nghiệp chính trường của mình kể từ khi giữ chức công tố viên tại Bay Area của California. Đây là một phần trong chiến dịch tranh cử mới của bà Harris nhằm huy động thêm 50 triệu đô la Mỹ cho các quỹ bầu của Đảng Dân Chủ trước thềm đại hội toàn quốc vào tháng tới, đồng thời đáp trả những tuyên bố từ phía Trump cho rằng bà đã thất bại trong công việc. Video quảng cáo cũng chỉ ra những điểm đối lập giữa bà Harris và đối thủ Trump, đặc biệt trong vấn đề kinh tế vốn được coi là thế mạnh của cựu Tổng thống. Tiếng của bà Harris vang lên trong đoạn quảng cáo rằng ông Donald Trump muốn đưa đất nước chúng ta đi thụt lùi. Ông ta giảm thuế cho các tỷ phú và các tập đoàn lớn, nhưng lại chấm dứt đạo luật chăm sóc giá cả, phải chăng dành cho người nghèo. Nhưng dưới thời kỳ của tôi, chúng ta sẽ không làm như vậy. Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris, bà Jen O'Malley Dillon, đã lưu ý đến bản án trọng tội của cựu Tổng thống vào tháng 5 năm 2024 liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh. Bà Dillon cũng lập luận rằng bà Harris với tư cách là cựu công tố viên và cựu tổng trưởng lý California có đủ khả năng để đối đầu với một kẻ bị kết án. Theo dữ liệu từ Ad Impact, đơn vị theo dõi hoạt động mua bán các phương tiện truyền thông, cho đến nay, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã dành khoảng 12,2 triệu đô la Mỹ để chạy quảng cáo trên 6 bang chiến trường: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Trong khi đó, các quảng cáo của bà Harris sẽ được phát sóng rộng rãi trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic cùng với các chương trình giải trí như Love and Hip Hop Atlanta, The Bachelorette và The Daily Show. Đây là một nỗ lực tiếp cận các nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi mà chiến dịch của bà Harris đang chú trọng. Đặt lên bàn cân so sánh, bà Harris có ít kinh nghiệm tranh cử hơn cựu Tổng thống Trump, người đã 3 lần tham gia đường đua vào Nhà Trắng. Nhìn chung, chiến dịch của ông Trump chiếm lĩnh mặt trận truyền thông đã nhiều tháng, trong khi bà Harris chỉ được xem là lính mới sau hơn một tuần tham gia tranh cử. Tính tới thời điểm này, ông Trump chi mạnh tay hơn bà Harris 25 lần cho các quảng cáo trên sóng truyền hình và phát thanh. Theo thống kê của hãng tin AP, chênh lệch đáng kinh ngạc này cho thấy sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa lưỡng đảng trong bối cảnh hàng triệu cử tri cần phải định hình lại quan điểm của họ về Phó Tổng thống, người đã dành 4 năm qua làm việc với tư cách Phó tướng của ông Biden. Bà Sarah Longwell, đồng sáng lập tổ chức Republican Voter Against Trump, cho biết, dư luận giống như là xi măng vậy, lúc đầu thì mềm, sau đó thì cứng lại, bao tuần tới là thời gian quyết định. Bà ấy cần phải định nghĩa bản thân trước khi ông Trump định nghĩa bà ấy. Trong những ngày đầu tham gia tranh cử, phe đối lập và thậm chí là các đồng minh đều cho rằng bà Harris được hưởng lợi từ các hiệu ứng truyền thông, phần lớn là tích cực. Tuy nhiên, chuyên gia thăm dò ý kiến Tony Fabrizio lại gọi đó là tuần trăng mật của Harris, đồng thời cảnh báo bà nên sẵn sàng cho sự kết thúc của tuần lễ này.
Với những kỷ lục gây quỹ trong thời gian gần đây, bà Harris có đủ tài lực để triển khai một chiến dịch quảng cáo rầm rộ đối phó với ông Trump. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của bà Harris là chọn ra một phó tổng thống phù hợp, tạo nên một liên danh truyền thông có khả năng đánh bật bộ đôi Trump-JD Vance ra khỏi bản đồ bầu cử. Chiến dịch của bà Harris đang nỗ lực gia tăng sức ảnh hưởng tại các tiểu bang công nghiệp miền Trung Tây, Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, khu vực từng được nhuộm đỏ vào năm 2016, góp phần mang đến chiến thắng cho ông Trump trong cùng năm. Một trong những ứng viên tiềm năng mà bà Harris có thể cân nhắc là Thống đốc Josh Shapiro. Theo ông Bruce Wurm, nhà nghiên cứu chính trị tại Viện Nghiên cứu Mỹ, cuộc đối đầu trên mặt trận truyền thông sẽ quyết định kết quả bầu cử tháng 11 năm 2024. Ông Wurm nói, liệu bà Harris sẽ là một phiên bản khác của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, kẻ chiến bại dưới tay ông Trump, hay bà sẽ là một Barack Obama thứ hai, ứng cử viên đại diện cho sự hy vọng và thay đổi? Thành hay bại sẽ được quyết định phần lớn bởi hiệu ứng truyền thông. Trước việc bị chiến dịch của ông Trump đánh giá là lính mới và trước lời nhận định rằng bà Harris cần tự định nghĩa bản thân trước khi bị ông Trump định nghĩa, thì mới đây, trong chiến dịch tranh cử của mình, Phó Tổng thống Mỹ Harris đã chi mạnh tay 370 triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo để đưa hình ảnh của bà đến gần hơn với cử tri và xóa đi khoảng cách giữa bà và một đối thủ có kinh nghiệm. Ngày 17 tháng 8 năm 2024, nhóm vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên Tổng thống Mỹ 2024 của Đảng Dân Chủ, xác nhận họ sẽ chi 370 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch quảng cáo, dự kiến bắt đầu sau ngày lao động của Mỹ mùng 2 tháng 9 đến khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm 2024. Trong tổng số 370 triệu đô la Mỹ đó, khoảng 200 triệu đô được chi cho quảng cáo kỹ thuật số. Động thái được kỳ vọng giúp bà Harris tiếp cận cử tri thông qua các thiết bị điện tử như điện thoại hay máy tính. Số tiền 170 triệu còn lại sẽ dành cho các đợt quảng cáo rầm rộ trên truyền hình. Kutin Funk, phó giám đốc chiến dịch tranh cử của bà Harris, nói: "Đây là một trong những chiến dịch quảng cáo hiện đại của năm 2024. Chúng tôi sẽ không mắc kẹt vào thời đại cũ nữa, khi mà 80% ngân sách thường dành cho quảng cáo truyền hình." Theo lời ông Funk nói, "Chúng tôi phải đảm bảo rằng cử tri biết đến bà ấy và đồng thời chúng tôi phải đảm bảo rằng mình có thể tạo ra sự tương phản giữa hình ảnh của bà Harris và ứng viên Donald Trump." Dù chi quảng cáo truyền hình chiếm tỷ lệ thấp hơn, số tiền quảng cáo truyền hình mà nhóm vận động tranh cử của bà Harris dự kiến chi tại các bang chiến trường như là Pennsylvania và Wisconsin sẽ cao gấp đôi con số mà nhóm tranh cử của Tổng thống Joe Biden bỏ ra năm 2020. Tại bang Georgia, con số thậm chí cao gấp 4 lần và gấp 6 lần tại bang Nevada, tiểu bang ít dân nhất trong nhóm các bang chiến trường. Cụm từ được dùng để mô tả những khu vực có tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng viên Dân Chủ và Cộng Hòa có sự bám đuổi sít sao. Theo một nguồn tin tiết lộ, khoản chi quảng cáo của nhóm bà Harris có thể tăng lên khi ngày bầu cử đến gần hơn, bởi con số vừa được công bố chủ yếu là phần mà họ đặt chỗ sớm với các khung giờ phát sóng quan trọng tại các nhà đài và công ty công nghệ. Chưa rõ nhóm tranh cử của ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump chi bao nhiêu cho quảng cáo, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ cho rằng nhóm bà Harris đang chi tiêu liều lĩnh và phù phiếm vì họ chẳng biết cách vận hành một chiến dịch tới chiến thắng. New York Times cho hay, tính đến tháng 8 năm 2024, tài khoản phục vụ vận động tranh cử của ông Trump có 327 triệu đô la Mỹ, thấp hơn con số 377 triệu đô của bà Harris. Chiến dịch quảng cáo cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua bầu cử Mỹ, nên các ứng viên đều chú trọng đến vấn đề này. Những ngày đầu bị đánh giá là lép vế hơn ông Trump vì chỉ là lính mới đã khiến bà Harris gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi càng về giai đoạn cuối của cuộc bầu cử, chiến dịch của bà Harris càng chi mạnh tay có quảng cáo. Nhưng điều này có giúp bà đánh bại ông Trump không thì vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Nhân viên thuộc chiến dịch tranh cử của bà Harris nói:
chúng ta hãy so sánh thành tích của ông Trump về vấn đề việc làm trước thời Covid-19 với chính quyền Biden-Harris. Bạn biết gì không? Đó thậm chí không thể coi là thành tích được. Màn hình hiển thị mức tăng việc làm trung bình hàng tháng dưới thời ông Trump từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 2 năm 2020 so với mức tăng trung bình hàng tháng trong thời gian ông Biden nắm quyền. Nhân viên này nói thêm, dù ông Trump tuyên bố đã giúp tăng số lượng nhân viên trong các nhà máy, nhưng trên thực tế, thời kỳ của ông đã chứng kiến sự sụt giảm tới 178.000 việc làm tại nhiều cơ sở sản xuất. Và để làm rõ, COVID-19 không ảnh hưởng đến sự sụt giảm này bởi nó đã xuất hiện từ trước đại dịch. Trước đó, ông Trump từng khẳng định ông là vị tổng thống tạo ra được nhiều việc làm nhất trong các thời kỳ. Trong bài phát biểu hôm 14 tháng 8 năm 2024 tại North Carolina, cựu tổng thống cũng tuyên bố cuộc bầu cử năm 2024 sẽ mang lại một cuộc bùng nổ kinh tế nếu tái đắc cử. Tuy nhiên, đài CNN chỉ ra rằng thật không công bằng khi so sánh mức tăng việc làm trung bình hàng tháng mà ông Trump đạt được cho đến tháng 3 năm 2020 với chính quyền của ông Biden và Harris. Đó là vì mức tăng việc làm trung bình hàng tháng đạt được dưới thời chính quyền của họ diễn ra trong thời kỳ nền kinh tế tái phục hồi sau đại dịch. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2021, 939.000 việc làm đã được bổ sung chỉ trong một tháng. Mặc dù 178.000 nhân công làm việc trong ngành sản xuất đã mất việc trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, đại dịch COVID-19 thực sự đã đóng một vai trò lớn. Trong những tháng trước đại dịch, việc làm trong ngành sản xuất đã giảm rất nhẹ. Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020, 36.000 việc làm trong ngành sản xuất đã sụt giảm. Con số đó khó có thể so sánh với khoảng 1,4 triệu việc làm trong ngành sản xuất bị mất từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 4 năm 2020.